back again. Xin trân trọng chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Thì ngày hôm qua mình đã làm video chia sẻ đến các bạn là phần mềm xử lý phim video Corel X7. Thì phần mềm này có ưu điểm là xử lý phim theo mình đánh giá thì nó dễ sử dụng và hiệu ứng, phù hợp cho việc làm một video nhanh để up lên YouTube. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn là cài đặt phần mềm. Thì theo nguyên tắc của việc cài đặt phần mềm thì mình chia sẻ đến các bạn là sử dụng phần mềm 30 ngày. Còn nếu như các bạn muốn rắc phần mềm thì hãy vào trong Facebook của mình để mình làm một video trong đó và mình chia sẻ đến các bạn là rắc cái phần mềm này. Và hiện tại là mình chia sẻ đến các bạn dùng 30 ngày. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào trong là My Computer. Bạn click vào đây và các bạn chọn vào phần là data. Sau đó mình sẽ vào trong cái phần là ứng dụng dựng phim. Và trong đây mình đã để cái phần mềm này và mình để là phần mềm dựng phim chuyên nghiệp Corel. Và mình click vào đây thì cái phần mềm này là phần mềm Corel Studio X7 64 bit. Thì các bạn lưu ý rằng khi mà các bạn cài phần mềm này thì hệ điều hành 32 bit sẽ không cài được phần mềm là 64 bit nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ double click vào và đây là một cái file cài đặt và chúng ta sẽ click chuột phải và chọn open và chúng ta mở nó lên và ở đây là chúng ta sẽ cài đặt vào ổ C và ta chọn save. Thì đây là cái quá trình cài đặt của phần mềm nó diễn ra. Thì như các bạn cũng biết là khi mà cài đặt phần mềm thì nó đều có những cái trình duyệt như thế này đây. Thì video này mình chia sẻ đến các bạn là sử dụng phần mềm Corel Raw X7 để xử lý phim. Và phần mềm này mình đã làm trên những cái cấu hình máy thấp vẫn xài được, nên mình chia sẻ đến các bạn những bạn làm YouTube cài những phần mềm cấu hình cao sử dụng rất là nặng nề, nên mình làm video này chia sẻ đến các bạn. Khi mà các bạn làm YouTube, mình cũng khuyên các bạn làm những cái phần mềm nhẹ nhàng như thế này, sử dụng cho cấu hình thấp và các bạn có thể làm được những video mà các bạn thích. Thì đây chúng ta sẽ nét và ở đây chúng ta sẽ chọn vào select country và chúng ta sẽ chọn hết luôn nha. Sau đó chúng ta chọn là start. Thì đây là quá trình của phần mềm Corel Studio X7 đang cài đặt. Thì các bạn hãy nhìn xem đây. Và đây là cái thanh để hiển thị. Và phần mềm này đã hỗ trợ là Microsoft Visual CC 2008. Sẽ cài vào luôn. Thì ưu điểm của phần mềm này là như lần mình đã chia sẻ ngày hôm qua, là mình đã chia sẻ sử dụng phần mềm này rồi. Nếu như các bạn muốn xem lại phần mềm này thì các bạn vui lòng, các bạn hãy vào trong cái phần playlist, các bạn xem lại mình chia sẻ phần mềm này. Thì quá trình của phần mềm nó đang cài đặt, bạn chịu khó đợi một chút. Thì cảm ơn các bạn đã vào kênh của mình và đã theo dõi kênh của mình, ghi nhận những đóng góp của các bạn trong những comment ở phía dưới video của mình, và mình cảm ơn rất nhiều được các bạn ủng hộ mình. Thì quá trình cài đặt phần mềm này nó diễn ra hơi lâu một chút, nhưng khi mà các bạn làm thì phần mềm này nó rất là nhanh. Các bạn có thể xuất ra là HD 4K luôn đó. Thì những video mà mình đã làm ở trong cái kênh của các bạn đang xem là mình đã sử dụng phần mềm Corel Raw Studio 7 để mình dựng lên những cái đoạn phim như vậy. Nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy comment phía dưới. Thì nãy giờ thì phần mềm của mình đã cài được 10%, nhưng khi mà đến cái bước này thì cái tiến trình cài đặt phần mềm này nó diễn ra nhanh một chút. Thì đây mình cũng giới thiệu cho các bạn luôn, ở đây là mình sử dụng phần mềm là Corel
Đây, CorelDRAW. Thì mình sẽ sử dụng phần mềm này để thiết kế đồ họa. Thì mình chuyên trong việc lĩnh vực là thiết kế đồ họa và hình ảnh. Và trong đó thì mình cũng làm những mảng như là website và những cái thủ thuật ở trên máy tính. Và mình kiêm luôn về cái mảng là cài đặt sửa chữa máy tính. Thì nói chung là trong tin học thì mình có thể mình nắm được những cái cơ bản và mình biết thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn, mong các bạn ủng hộ mình. Thì đó là những điều mà mình muốn gửi đến các bạn khi xem video này. Thì những phần mà mình đã chia sẻ trên kênh của mình đó là những video mà các bạn như là thiết kế đồ họa CorelDRAW và xử lý hình ảnh. Và cái thông điệp của mình muốn gửi đến các bạn, và nếu như các bạn thấy những video hướng dẫn Photoshop của mình hữu ích đến các bạn thì các bạn hãy comment ở phía dưới cho mình biết, hoặc các bạn khó hiểu các bạn cũng comment ở phía dưới những video của mình để cho mình được lần sau mình sẽ làm những video tốt hơn và gửi đến các bạn. Và những kỹ thuật ứng dụng trong thực tế và những kỹ thuật nó rõ ràng hơn và hình ảnh nó được sắc nét hơn. Thì đó là những đóng góp quý báu nhất mà các bạn gửi đến và comment ở dưới những video này. Và khi mà các bạn xem video của mình thì nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình để nhận được những video chia sẻ của mình mới nhất, và mình sẽ chia sẻ gửi đến các bạn những giá trị thực trong cuộc sống. Ví dụ như mình là chuyên về thiết kế đồ họa, tin ấn, tin học hoặc là những lĩnh vực khác mình am hiểu, thì mình sẽ chia sẻ tất cả những kiến thức này vào trong cái kênh là chia sẻ kiến thức cuộc sống. Vì đây là mình đặt cái tên chia sẻ kiến thức cuộc sống là mình đã gói gọn tất cả những gì có liên quan đến những cái kiến thức cơ bản và ở trong cuộc sống của mình như đời thường, ví dụ như là ăn uống, vui chơi, giải trí, vân vân. Thì các bạn có thể vào đây các bạn xem, có thể đó là video giải trí của mình, hoặc là đó là những video mà mình chia sẻ đến các bạn những giá trị về tin học. Ví dụ như bạn chưa biết về hình ảnh thì các bạn vào xem kênh của mình thì các bạn sẽ biết làm hình ảnh. Ví dụ như các bạn xem kênh của mình, các bạn có thể mình có làm những video giới thiệu về những cái resort của Villa HIO. Các bạn có thể đến đó và các bạn có thể biết được là vị trí, địa điểm ở đó các bạn vui chơi ở đó. Thì những video của mình chia sẻ đến các bạn là mang lại những giá trị trong cuộc sống mà mình muốn gửi đến các bạn, đó là những giá trị thật. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và đến đây thì phần mềm này nó đã cài đặt xong, thì mình sẽ bấm finish. Thì các bạn đã nhìn thấy ở đây phần mềm đã cài vào, thì ở đây nó đã xuất hiện ra là phần mềm CorelDRAW X7 đã xuất hiện ở đây. Và ở đây là nó kiểm tra, nó update cái chương trình và mình sẽ ok. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ vào trong cái menu này, các bạn sẽ nhìn thấy là phần mềm này nó đã cài đặt vào, thì nó sẽ nằm ở đây CorelDRAW Video Pro 7, nó nằm ở đây, nằm trong menu này. Thì đây là Windows 10, nó khác hơn những phần mềm Windows 7 hoặc Windows 8. Thì bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm CorelDRAW 7 lên và sau đó open nó, các bạn sẽ xem giao diện của nó như thế nào. Và nếu như các bạn thấy video này và các bạn muốn xem thì các bạn hãy xem mà mình chia sẻ đến các bạn, thì các bạn vui lòng xem lại video trước mà mình đã chia sẻ đến các bạn. Và ở đây mình sẽ nhập email mình vô là photoshoponlinetv@gmail.com. Và đất nước thì mình sẽ chọn là Việt Nam thôi, mình ở Việt Nam, chọn như đây hết. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn là continue. Rồi nó hỏi chúng ta là có mua phần mềm này hay không, hay là sử dụng là 30 ngày. Thì ở đây mình chia sẻ đến các bạn là 30 ngày,
Và nếu như các bạn muốn rắc phần mềm này thì các bạn hãy vào trong Facebook group của mình và mình chia sẻ một video rắc phần mềm này ở trên đó, và sau đó chúng ta bấm lại và phần mềm giao diện của CorelDRAW Studio X7 nó sẽ mở lên. Thì cái giao diện cái phần mềm này nó lót lên hơi lâu một chút, nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện những video á thì nó rất là dễ dàng, nó không có cầu kỳ phức tạp như những phần mềm như là Premiere và phần mềm Camtasia và phần mềm như là Sony Vegas vân vân, những phần mềm dựng phim khác nó phức tạp, còn phần mềm này rất đơn giản. Và thì ở đây là mình giới thiệu luôn, đây là phần cái menu của nó, và đây là capture, có nghĩa là khi các bạn đưa vào trong máy tính thì các bạn dùng capture video này và các bạn đưa vào từ cái máy quay phim của các bạn. Còn nếu bình thường thì các bạn đưa file vào là được, ok, không có vấn đề gì hết. Còn đây là print, là quay màn hình, đó là như vậy thôi là các bạn sẽ làm được tất cả. Và sau đó các bạn sẽ vào trong edit có cái gì, thì ở đây là sample, đây là những cái file mà file mẫu ở trong phần mềm đây, và đây là cái folder của nó, đây là cái theme, cái khung hình của cái phần mềm ở đây đó. Thì các bạn sẽ tìm hiểu cái này sau nha. Và đây là cái chuyển cảnh, tất cả các chuyển cảnh, và nó có nhiều cái loại chuyển cảnh ở trong đây nữa. Các bạn chọn vào đây thì các bạn sẽ thấy được những cái chuyển cảnh nó rút gọn lại, chúng ta dễ xử lý. Còn đây là tôi sẽ chọn vào đây là chọn hết những cái chuyển cảnh đây, thích cái nào bạn bỏ vào trong video bạn cái đó là ok. Và đây là chữ, thì chữ có rất nhiều loại chữ, ví dụ như mình chọn dưới đây kiểu chữ này, mình chọn dưới đây là cái kiểu chữ này, và mình chọn dưới đây là kiểu chữ này, quá trời là nhiều chữ luôn đó. Đây đó, nó hiện ra chữ này, thì vân vân, các bạn muốn thích cái kiểu chữ nào các bạn chọn kiểu chữ đó. Còn đây là cái timeline đó, timeline 1, 2, tầng 1, tầng 2, và tầng này là tầng chữ, tầng này tầng 1, tầng 2, tầng này tầng chữ, tầng thu âm và tầng âm thanh đó. Các bạn có thể chồng xếp lên nhau sử dụng tương tự như những phần mềm khác, nhưng nó có ưu điểm là nó xuất phim ra hơi nhanh một chút. Thì video của mình chia sẻ đến đây là hết. Và nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo. Và hãy nhớ đăng ký, subscribe kênh của mình và chia sẻ cho nhiều người cùng xem.